Con trai siêu mẫu Anh Thư từng nói với mẹ một câu khiến cô thức tỉnh. Đó là cái thời điểm mà Thư đang rất là trong trên về cuộc hôn nhân của mình. Mà Thư đã có quyết định là kệ, mình cứ sống như vậy vì con cũng được. Cho đến một khoảng thời gian sau thì đó, bé nó mới hỏi là mẹ sao con thấy mẹ cười vậy? Được mẹ dắt theo khắp các sự... Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc vô cùng keo lì ở tuổi U40, Anh Thư còn không ít lần khiến người hâm mộ suýt xoa vì được con trai hộ tống tại rất nhiều sự kiện. Cả hai còn cùng nhau diện đồ tông suýt tông vô cùng thời thượng. Dù có những chương trình không tham gia cùng mẹ thì con trai vẫn đi cùng, vẫn đưa đón cũng như là đồng hành cùng mẹ khiến ai cũng phải cảm thán vì đúng là điểm tựa vững chắc của Anh Thư đây rồi. Chưa bàn đến độ đẹp trai thì quý tử nhà Anh Thư trước mắt đã thu hút được sự chú ý khi mà vô cùng tinh tế, thích đùa giỡn. Lúc Vũ Thu Phương và mẹ đang đùa với nhau còn bắt theo miếng đòi gọi Vũ Thu Phương bằng rượng. Giờ cô Phương là tớp, là con gọi cô Phương là gì hả? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Làm tớp thì ok mà làm giường thì thấy nó chưa đủ khả năng nha. Trời ơi. Lúc còn nhỏ, cậu nhóc đã từng thức tỉnh mẹ chỉ bằng một câu hỏi, đó là sao con không bao giờ thấy mẹ cười. Điều này đã khiến cho người đang lạc lối giữa cuộc hôn nhân vì không biết nên dừng lại hay tiếp tục như Anh Thư tỉnh ra. Cô nhận ra rằng có lẽ không phải cứ hy sinh và giữ gìn mái ấm cho con là tốt, mà cần hơn đó là sự yêu thương và nụ cười. Anh Thư cũng khá là kèm cặp con khi mà huấn luyện bé xuất hiện trước công chúng. Thậm chí, trong hậu trường còn hỏi rằng, đàn ông ngồi sau khiến cho con trai có phần ngượng ngùng vì máy quay và cho biết rằng ở đây có máy quay nên không thể nào diễn tự nhiên được. Thế nhưng lát sau cậu nhắc lại khiến cho cả cộng đồng mạng phải cười ngất vì ngồi gác chân để tay lên như thể đang đi coi sâu thời trang giống hệt như người mẹ siêu mẫu của mình. Người mẫu không thúc ép hay định hướng rõ ràng con phải theo đuổi công việc giống mẹ và cho biết chỉ muốn con mình tự quyết định và sống có ích, tự chăm sóc cho bản thân và gia đình của mình là được. Nhưng ai cũng nhận xét rằng những lần cậu nhóc xuất hiện còn lấn cả spotlight của mẹ mình. Dù lúc nào Anh Thư cũng vô cùng tỏa sáng, chưa kể đến việc chỉ chờ mẹ bước lên và ôm eo thôi, cũng khiến các anh các chị xuất xoa vì chỉ lo nhìn bàn tay đẹp đặt ở eo mẹ mà thôi. Ở tuổi 16 mà con trai nữ siêu mẫu đã cao hơn 1m8. Thậm chí, đứng kế giàn thí sinh dơ phây của mẹ thì đúng là chẳng hề kém cạnh gì. Chính vì sự cao lớn này mà không ít lần cộng đồng mạng thi nhau xin làm dâu của Anh Thư khiến người đẹp cũng lên tiếng tuyển ngay. Chào nha. Chuyện này tôi tuyển luôn rồi. Hôm nay mặt màu bét luôn, nhìn chỉnh chạc quá. Chưa kể đến là cậu nhóc dường như cũng rất có năng khiếu nghệ thuật khi mà thường xuất hiện trong những video đu trên TikTok sống ảo của mẹ, lại còn diễn hết sức nhiệt tình. Có lần, Tiểu Long còn từng casting và trúng một show thời trang. Anh Thư nói cho con thử sức với sàn runway để học hỏi, hiểu và có ý thức hơn trong việc chăm sóc ngoại hình. Chiều cao của con có được nhờ một phần bé chăm thể thao. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!